Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đã đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Kênh Ngọc Ánh chia sẻ đầu tư bất động sản và kinh nghiệm làm môi giới bất động sản. Ngọc Ánh làm môi giới bất động sản hơn 30 năm ở tại Mỹ. Cái kênh ngược thứ hai của Ngọc Ánh là kênh Ngọc Ánh Kho. Ngọc Ánh Kho chia sẻ cuộc sống Mỹ và những kinh nghiệm thành công làm giàu tại Mỹ. Mời các bạn vào xem ủng hộ. Hôm nay tiếp tục chia sẻ về cách mua nhà cửa tại Mỹ. Ngọc Ánh muốn bàn luận với các bạn về chuyện mua nền đất để cất nhà. Khi các bạn muốn mua một cái nền đất để sinh sống, để cất nhà bạn ở, bạn phải lựa chọn thế nào? Đầu tiên, bạn phải xem xét chung quanh cái vùng đất mà bạn muốn mua để cất có sông, có nước không. Tốt nhất là bạn xem xét cái vùng đó khi mùa mưa. Tại mùa mưa thì là nước ngập. Nếu mà họ bị ngập quá thì sau này mình ở đó cũng không có ổn. Mà nếu mà cái phần sông ở gần đó mà hay bị lụt thì là mình phải cất nhà cái nền cao. Muốn biết những cái đó thì mình phải tới nói chuyện với hàng xóm ở gần đó. Mình phải lên trên xã để hỏi điều kiện cất nhà. Ở Mỹ thì là có những nhiều chỗ đã bắt phải cất nhà, phải lên móng cao để có khi là nước sông nó lên. Người Mỹ thích mua nhà ở gần sông là tại vì họ có thể là để tàu, có để tàu, có khi là mua nhà ngay trên sông rồi họ đắp gạch này kia bờ sông cho nó cứng để mà sau này họ để tàu. Thì những cái chỗ đó những cái nhà cũ đó, thì là phải mình phải sửa đổi. Còn những cái nền đất mà mới mua sau này á, thì người ta phải xây nhà lên móng cao. Thành ra khi mà mình đi chọn nhà mua đất là mình phải tốt nhất á, là đi xem đất nền trong khi mà trời mưa. Khi mà trời mưa lớn á, mà nước rút không kịp á, thì bạn tới bạn coi miếng đất bạn muốn mua chỗ đó thử coi có bị nước ứ không. Tại vì nếu mà ở Mỹ nếu mà nước bị ứ nhiều á thì là cái giếng nước sẽ bị ô nhiễm. Ở trong thành phố thì không có lo chuyện đó, tại vì nước là nước từ thành phố. Nhưng mà ở cái vùng những vùng mà xa thành phố mà người ta thích mua miếng đất để người ta cất nhà ở cho nó yên tĩnh á, thì là ống nước không đi tới đó, thì thường thường là họ có giếng, họ đào giếng. Còn nếu mà giếng nước uống mà không có tốt á, thì là họ mướn xe citen, xe nước thùng đó bự vậy đó bạn, cái đem tới để đó là một cái thùng vậy là xài cũng một tháng vậy đó. Thì là cái đó là drinking water, có không thì mua luôn nước uống từng thùng sống. Tại cái chỗ nước biển nước giếng nó có nhiều cái phèn hay nó cái gì đó uống không có được hoặc là uống không có ngon. Ở Mỹ thì người ta thích mua nhà gần sông, gần kế bờ sông để mà họ đem họ mua tàu, họ để tàu đi bắt cá, đi chơi. Mà nhất là những cái dòng sông nào mà đổ ra biển được thì cũng thích nữa, thì họ sẽ đi ra biển nữa. Thì lâu lâu là chính phủ cũng cho xe tới vét cái dòng sông đó hay là cái con kênh đó cho nó sạch, cho nó sâu để mà người ta có thể đi dùng tàu, dùng thuyền để mà cái mấy con vịt đó, chân vịt đó nó không có bị mắc đồ dơ. Nếu mà bạn mua những cái nền nhà nào gần chỗ nước, gần chỗ biển thì sau này nó có giá, tại vì đi câu cá, lấy thuyền, lấy tàu đi câu cá là một trong những sở thích số 1 của người Mỹ. Họ đi làm về rồi là họ cũng thích là đi ra vậy. Nhất là bạn biết nếu mà bạn gần sông gần biển, cái hơi nước từ đó lên làm cho không khí lúc nào nó cũng mát mẻ, thở là nó dễ dàng hơn.
hơn là ở trong chỗ mà không có gần nước gần biển. Nên những cái nhà nào gần nước gần biển là rất là cao giá, mà càng ngày càng lên giá. Còn nhà phía trong thì lên giá chậm hơn, tại vì ở trong thì mình thì bị không có gió nhiều thì mình cũng bị ngột ngạt, còn còn ngó ra biển, ngó ra hồ thì là nó tốt hơn. Có những cái chỗ nó làm cái hồ nhân tạo, tức là cái chỗ khi khi mà cất cái những dãy nhà đó đó, họ biết là trời mưa nước sẽ ứ thì họ mới đào, nó họ đào cái hồ cho to cho rộng thì nước ứ nước mưa nó chảy vào cái hồ đó. Thì cái hồ đó là không không có, nếu mà không có đi ra ngoài biển được, tại cái hồ là cái hồ thôi. Có hồ thì nó lớn thiệt lớn, lấy tàu đi vòng vòng chơi được, có hồ thì nó nhỏ, chỉ lấy ghe nhỏ, nhỏ nhỏ bơi chơi. Nhưng mà cái đó là cũng là quý giá, nhất là có hơi nước từ hồ, hơi nước từ từ thì nó có hơi nước nó làm nhà cho làm mát mẻ hơn, mà chiều lấy ghế bắc ra ngồi ngắm cảnh hồ thì cũng là tốt. Khi mà bạn bạn đầu tư mà mua cái căn nhà bạn mới ở là tốt nhất là phải mua cái nhà nào mà cho nó gần hồ, càng gần hồ đối với lại phía sau nó có hồ thì càng tốt, tại vì đó là cái phong thủy nó cũng tốt, ở gần nước này kia là cũng tốt. Người ta nói là không những là tốt sức khỏe, nhưng mà theo Việt Nam mình thì là theo cái feng shui đó thì cũng nói là có nước thì mới tốt. Bởi vì bạn thấy không, mấy cái cao lầu này là nó là một mặt sau lưng nó thì ra biển, mà trước mặt nó thì họ họ có những cái họ làm những khác nó nhân tạo cho nước nó chảy để cho nó có phong thủy hai bên thì là rất rất là tốt, rất là thịnh vượng. Còn nhà nào người ta không có phong thủy á, thì người ta làm hồ non bộ ha, họ có làm hồ non bộ to hay là họ làm hồ nuôi cá để cho nó tốt phong thủy. Còn bỏ thêm nhiều con cá vàng nữa thì nó rất là tốt trong chuyện phong thủy, là sẽ may mắn là thịnh vượng á. Còn còn nếu mà mình được ở gần biển gió thổi như vậy á bạn, thì là rất là tốt cho sức khỏe. Bởi vì thành ra những người giàu đó ở ở ở ở New York hay ở Canada, những xứ lạnh đó, thì tới mùa mùa đông đó thì người ta đổ về đây. Người nào họ có tiền đó, thì họ đầu tư đó, thì còn trẻ họ ra mua một cái chung cư hay là một cái nhà, rồi họ tới đây họ ở trong cái trong mấy tháng mùa đông, rồi tới mấy tháng mùa hè thì họ cho mướn. Có người khá nữa họ để không họ không, không không để đó, không không cho ai mướn hết á, thuê người hàng xóm mới trả, họ chút chút tiền rồi cái họ họ đi quay lại họ coi chừng. Thì mình nghĩ ở Việt Nam cũng vậy á, Việt Nam mình cũng thích đi mua, mình cũng thích mua nhà đất nền là mà gần chỗ có hồ nước có sông, nhưng mà mình phải đi nghiên cứu kỹ là có hay bị nặng lụt không. Nếu mà mình hỏi hàng xóm rồi đó, với mình coi cái tường của hàng xóm á, mình thấy nếu mà tường ở dưới mà nó hơi đậm hơn cái tường phía trên nè, tức là mình biết là hồi đó là có nước lên tới mức đó, thì mình phải cất nhà làm sao, nếu mình thích ở thì mình cất nhà làm sao mà để cho nước đó nó không có vô lục lục tới đó. Mình có mấy người bạn của mình đó mà họ 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 thích mai mốt mà nói họ đi họ già đó, rồi họ họ về Việt Nam rồi họ họ đi xuống mấy cái miền Tây đó gần nước, rồi có cái nhà họ ở, rồi đi câu cá, họ sống thanh bình cho hết tuổi già. Cái đó cũng là có giấc mơ nhiều người lắm các bạn. Thì nếu mình nói là việc mà mình đầu tư bất động sản thì ở Mỹ hay Việt Nam cũng vậy á, khi mình mua đất nền thì mình phải đi xem xét kỹ, mình phải đi coi, mình phải tới tới chỗ xã đó mình coi cái hệ thống, coi cái bản đồ ở ở Mỹ thì nó có City Hall đó, Building Department đó, thì nó cho mình coi cái đất đó là đất là sao, đất nó cất nhà được không, rồi mình phải kiếm một nhà nhà cất nhà xây dựng đó, mình hỏi họ là bây giờ tôi muốn xây cái nhà phải cái dưới đất đất này nó làm sao bao nhiêu tiền. Thì cái người xây nhà đó họ biết cách coi, ở là những cái đất này đào xuống này sẽ gặp đá cứng lắm, là phải đem máy tới để mà này kia để mà đục lỗ làm nền thì nó phải nhiều tiền hơn. Thì cái chắc ăn nhất là mình muốn biết rõ miếng đất của mình nó tốt xấu làm sao là mình kiếm nhà xây dựng trước, kiếm hai ba người nhà xây dựng đó, thì tôi muốn mua các cái nhà những ý kiến làm sao thì họ sẽ cho mình biết ý kiến, một người hai người ba người nói thì nó tốt hơn là một người không nói sao nói, phải không? Cái nhà xây dựng của Mỹ là nó là kiến trúc sư, và nếu mà nó đã xây dựng lâu trong trong vùng thì nó biết hết, ở dưới có đá san hô, ở dưới có đá vôi, ở dưới có cát là họ biết hết, họ cho mình biết, mình tùy theo cái đó mà mình định giá cái đất này mình mua.
ra mua đất là nó có hơi rắc rối như vậy, nhưng mà được dọn vô nhà mới tiếp theo của mình thì nó ở bền, ở lâu hơn. Chào các bạn, hẹn gặp lại kiếp sau.